Kính chào quý vị và các bạn. Đạt Audio Hà Nội hôm nay em xin trân trọng giới thiệu cùng toàn thể các bác yêu âm nhạc trên mọi miền tổ quốc một cặp loa rất là khủng. Có dòng là Renetic Optimus. Đây là cặp Optimus Pro 4000. Một cặp loa rất là khủng của hãng. Cặp này sử dụng với cái thiết kế kích thước khá là đồ sộ. Cặp loa cao tới 80, rộng 44, sâu 30cm. Mặt trước thì có thiết kế một bát 40cm và màng giấy. Có logo Optimus ở ngay giữa hướng bát. Phía trên là một loa trung giấy và trên nữa là một loa chép kèn. Bên trái của nó thì có lỗ thông hơi làm rất là đẹp. Cùng với bên phải là model Optimus Pro 4000. Cặp này được trang bị mặt trước cũng là gỗ lạng mà mặt hông mặt trên cũng là gỗ lạng nhé, rất là đặc biệt. Và các cái dòng loa khác thì thường không có lạng gỗ mặt trước. Bên em hôm nay về được hai cặp rất là khủng. Lắp cái căng vào thì nó sẽ như thế, bên em sẽ tháo cái căng này để em quay. Các bác có thể thấy hai cặp loa của bên em về rất là đẹp và đẹp xuất sắc. Tôi nói là mới không tì vết, em sẽ tiến lại gần để các bác cùng quan sát nhé. Hai cặp loa còn rất là mới, thành quách đẹp xuất sắc, vỏ gỗ lạ. Mất vào đầu 4000. Đây là chép kèn, đây là loa chung, đây là loa bass của chúng ta, rất là mới các bạn ạ. Hôm mấy anh đi, mình với mình vừa quen, tình nhớ loa còn rất là mới, tên, đôi ta đều biết rằng rất là mới luôn. Hôm nay về được là hai cặp rất là đẹp. Chất âm của dòng Optimus này thì có cho về chất âm rất là khủng, với cái tiếng bass uy lực khủng khiếp, trung âm sáng rõ lồng lộng, và đặc biệt là chép kèn cho cái dải trên rất là chi tiết, dải trên rất là chi tiết cũng như là bông tơi. Và chất âm của nó thì rất hay, rồi hôm nay em cũng không đi sâu về chất âm của nó nữa. Mời các bác quan tâm đến chất âm có thể theo dõi các cái video lần trước của em. Còn nay em xin báo giá lần này hàng về rất là tốt, cặp Optimus Pro 4000 bên em xin báo giá 15.500.000 đồng. Cặp loa đẹp xuất sắc các bác nhé. Các bác có nhu cầu xin mời liên hệ em Đạt Audio Hà Nội, số máy 0983586968. Bên em có ship hàng toàn quốc, giá sản phẩm không bao gồm phí ship các bác nhé. Một trong những cặp loa rất là hay. Bác nào có không gian nhà hoành tráng rộng lớn bày và nghe cặp này thì rất là tuyệt vời, với cái chất âm uy lực khủng khiếp. Mời các bác nghe. Bằng tiếng sấm nửa trắng nghiêng đổ trên bóng như xe hoang phu núi.
chơi đa thể loại nhạc nhưng là rất là dễ phối ghép. Cặp này các bác có thể kết hợp nghe nhạc hoặc là hát hò gia đình thì ok các bác nhé. Rất là hay, cặp loa kích thước rất là khổng lồ, phát 40, giá thì rất là tốt ạ. Giá bên em bán chỉ có 15.500.000 đồng, và so với mấy dòng sạc Win thì quá là rẻ luôn ạ. Các bác xem video cũng như xin các bác đăng ký quyền kênh bên em để theo dõi các sản phẩm audio mới nhất do bên em cung cấp. Là đau nhận rồi, xin chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi video clip. Hẹn gặp lại các bác ở video clip tiếp theo. Em xin cảm ơn.